Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc Bát Nhã Đăng Luận Thích. Tác giả Bồ Tát Long, Thọ Tạo Luận. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc. Quyển 8. Phẩm 12. Quán khổ. Lại nữa, khổ không có tự tánh, chỗ đối trị là không, vì ngăn định chấp ấy, nên có phẩm này, khởi sinh. Người ngoại đạo nói, trong đệ nhất nghĩa có các ấm. Vì sao? Do khổ vậy. Đây nếu không có, thì không có khổ kia, như đầu thứ hai. Ấm là khổ ấy, như kinh, kệ nói, khổ tập cũng thế gian kiến xứ và có kia. Vì nghĩa ấy, trong đệ nhất nghĩa có các ấm, luận giả nói, phân biệt hư vọng ở khổ không đúng. Như kệ nói, có người muốn được khổ, tự tác và tha tác, cộng tác không nhân tác, quả kia đều không đúng. Thích, trong đệ nhất nghĩa các thứ vô lượng như lý quan sát. Kia đều không đúng. Thế nào quan sát khổ chẳng phải tự tác, như kệ nói. Khổ nếu tự tác ấy, thì không từ duyên sinh. Thích, do tự tác nên tức không nhờ nhân duyên. Thế nên, khổ từ duyên khởi, tức không có nghĩa này, mà kia không đúng. Lại muốn được vậy thì nghĩa này làm sao nói là từ duyên khởi. Như kệ nói. Do ấm hiện tại làm nhân. Ấm vị lai được khởi. Thích. Trong đệ nhất nghĩa các ấm tương tục gọi điều đạt là chẳng phải điều đạt làm vì sao. Vì nhờ duyên khởi, thí như một hữu do ấm hiện tại làm nhân lôi kéo ấm sau khởi, nghĩa chính như đây. Lại nữa, thì thế sư nói, tuy các căn, giác tụ của thân có riêng mà ngã không có khác, một ngã kia khắp chú cũng là tác giả làm khổ đây cho nên đó là tự tác. Hoặc nói các hành sát na sinh diệt vô thường thì đây nói có lỗi, mắc những lỗi gì. Khổ sát na ở sát na tâm này, không tức là tâm sát na khổ này tạo tác nên, chẳng phải tự tác cũng chẳng phải tha tác. Vì sao? Vì nghiệp người khác tạo tác mà mình thọ quả thì nghĩa này không đúng, ý ông hoặc muốn khiến người khác tạo tác thì tức trái với tất đàn của tự ông. Luận giả nói, trong đây lập nghiệm, ông nói trượng phu chính là tác giả thì nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì kia thường, thí như hư không, vì nghiệm về thường nên biết chẳng phải tác giả. Tự thể pháp nơi tác giả trượng phu bị lỗi phá nghĩa được lập vậy. Lại nữa, hoặc ông định nói ngã tạo khổ này tức không từ duyên khởi thì có lỗi như vậy, đây nghĩa là làm sao cho trong pháp ngã gọi khổ là ngã, ý nghĩa như thế. Lại nữa, hoặc nói trượng phu tác nghiệp tức chính là tự tác và chẳng không nhờ nhân duyên khác cộng tác mà sau được khởi thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì vô lượng nhân cùng ngã tạo khổ, nên biết như vậy. Như cỏ khổ và phân châu kia vì lửa làm duyên, ý nghĩa chính như thế. Lại nữa, khổ của điều đạt chẳng phải ngã của điều đạt tạo tác. Vì sao? Do khổ nên như gia nhã khổ, trước ông nói, hoặc sát na các hành không có riêng tác giả, nghiệp kia đã làm tức là tự tác thì nay sẽ trả lời ông, trong đệ nhất nghĩa khổ không thể nói nên tôi không lỗi. Trong thế đế kia tướng vì tương tục nhân quả không khác, thế gian đều thấy nói lời như vậy. Như nói đèn đến chỗ kia cây am la này là sở trùng của ta, chỗ gieo trồng của ta, đây cũng như thế. Tướng có lúc sau sau cùng suy nghĩ trước kia tương tục, nhân quả không khác. Sự suy nghĩ tướng có trước đó sát na này tạo tác gọi là tự tác, do chỗ suy nghĩ của sát na trước tích tụ nghiệp thiện bất thiện, nghiệp kia khi diệt cùng sau làm nhân, như ngọn lửa đèn trước làm nhân cho sau, như thế lần lượt tương tục cho đến được quả. Cho nên chẳng phải không làm mà được, cũng chẳng làm rồi diệt mất. Hoặc ý ông nói các hành sát na chỗ trước nhóm họp nghiệp, không thọ quả sau, vì sao? Vì kia khác, như sự tương tục riêng khác thì nghĩa không đúng. Như kệ nói, khắp nơi pháp duyên khởi, không chính là duyên kia, cũng không khác duyên kia, không thường cũng không đoạn. Thích, nghĩa tất đàn của tôi như thế, ông lập khác nên làm nhân thì nghĩa này không thành. Vì sao? Do sát na tâm trước sở truyền đến nghiệp, đối trị chưa sinh. Tương tục cho quả, vì công năng thù thắng khác nhau vậy, thí như dùng nước khoáng màu tía tẩm hạt ma đa giả tử. Lúc sau trong hoa có màu khoáng tía, không trái với thế đế. Lại nữa,
nói có trượng phu tức là nói, một bên làm nghiệp, một bên thọ quả, không như lỗi trên. Luận giả nói, một bên tức không làm mà được, một bên này đã làm mất hoại, vì bên làm nghiệp vĩnh viễn không được quả, đây có lỗi. Người ngoại đạo nói, ngã là một nên không lỗi, sao nói biết một. Cùng một số tương ưng vậy, luận giả nói, ngã cùng một số tương ưng không như nghĩa như đây. Vì sao, do có vậy, thí như một số. Vì nghĩa ấy nên khổ chẳng phải tự làm tác, cũng chẳng phải tha tác người khác tạo nghĩa này thế nào. Như kệ nói, hoặc ấm trước khác sau, ấm sau khác trước ấy, ấm này từ kia sinh, được nói tha tác khổ. Thích, hoặc người chấp muốn được tha tác khổ thì thể pháp không thành, lập nghĩa có lỗi, mà thật không đúng, vì sao không đúng. Trong đây lập nghiệm, trong đệ nhất nghĩa ấm sau của điều đạt so với ấm trước chẳng phải tha người khác. Vì sao? Vì là ấm của điều đạt, thí như thể của ấm tự nó lúc sau. Lại nữa, thể của khổ kia, tương tục không khác nên thí dụ lập nghĩa như trước nên biết. Lại nữa, người chấp có người ấy nói lời thế này, chỗ khác tạo nghiệp mà tự mình thọ quả thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì các vị trí sai khác, nhưng đều do người tạo tác nên gọi tự tác khổ, cũng gọi tha tác. Hai nghĩa được lập ấy theo tôi không có lỗi này. Luận giả nói, ông chỉ có lời đây, là cũng không đúng. Như kệ nói, hoặc người tự làm khổ, lìa khổ không người khác. Sao nói là người kia? Nói người tự làm khổ. Thích, những gì là khổ, là tướng năm ấm, lìa khổ ấm kia không riêng có người, vì sao mà nói người làm khổ? Lại nữa, hoặc ông chấp nói người cùng năm ấm không một, không khác thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Chỉ ở năm ấm thi hành tên điều đạt, không người có thể được, vì duyên khởi vậy, thí như bình như thế trong đệ nhất nghĩa người kia không thành, người đã không thành thì không có làm khổ. Lại nữa, người khác làm khổ thì nghĩa ấy không đúng. Như kệ nói, hoặc người khác làm khổ chỉ khổ cùng người này. Lìa khổ sao có người khác, mà nói người làm khổ. Thích, lìa khổ không có người, trước đã ngăn vậy. Người có thể riêng khiến chứng biết là do không có nghiệm. Như thế, tự tác khổ không thể được, trước đã lập nghiệm nói rõ các điều chưa hiểu. Thế nên kệ nói, tự tác nếu không thành, chỗ nào có tha tác, hoặc người khác tạo khổ, kia trở lại là tự tác. Thích, không có tự làm khổ mà chỉ bày nói người khác làm khổ thì đây nói không đúng. Như tương tục khác quyết định nghiệp báo, nói người khác làm thì không có như nghĩa như đây. Thế nên, kệ nói, chỗ nào có tha tác, ý nói như vậy, ông nói vị trí có sai khác mà người không khác thì đây là lời dối, vì là nghĩa ấy nên hoặc tự tác khổ, hoặc tha tác, đây đều không đúng. Lại nữa, có ni kiền tử khác nói lời thế này, người tự làm khổ nên khổ là tự tác, mà khổ không chính là người nên gọi là tha tác. Vì thế, nên hai môn tự tác, tha tác được thành. Luận giả nói kệ, tự tác khổ không đúng. Thích, không có người tạo tác khổ, nghĩa này như vậy, do khổ không có tự thể, người không có thể, vậy. Nếu nói, thể của khổ là người thì nghĩa cũng không đúng. Vì sao, kệ nói, khổ không lại làm khổ. Thích, như kệ trước nói, khổ hoặc tự tác thì thời không từ duyên khởi, hai câu của đây, như kia đã ngăn nói ý như thế. Lại nữa, hoặc khổ trở lại làm khổ ấy, tức là quả trở lại làm quả. Lại nữa, khổ tự khởi không nhân duyên đối đãi. Hai thứ này ở đời không thấy. Ông trước nói khổ không chính là người. Người này làm khổ gọi là tha khác thì cách nói này không khéo. Như kệ nói. Hoặc là tha tác khổ. Thích, ý ngoại đạo muốn dùng con người làm tha, vật thể khác. Người này không có, thể, không thể làm khổ, cớ gì không làm. Vì thể kia, không, vậy, không, thì không có vật, sao nói khởi tác. Không có khởi mà có, thể. Người trí đều không muốn thế nên kệ nói. Không người khác ai làm khổ. Thích, không có nghĩa tha này, ý nói như thế. Vì nghĩa ấy nên tự tác, tha tác đây đều không đúng. Đều tác là nói cả hai làm khổ thì 326 không có lỗi. Vì ngăn chấp đây nên A Xà Lê nói kệ, hoặc mỗi thứ tác thành được nói hai tác khổ. Thích, mỗi thứ không tác như trước đã ngăn, khổ chẳng tự tác, cũng chẳng phải tha tác, thế nên. Ông nói gộp hai tác khổ nghĩa đây không đúng. Cũng không thể không có nhân. Vì sao? Vì chấp không nhân đây như phẩm không khởi đã ngăn.
Trong đây kệ nói tự, tha hai không tác. Không nhân sao có khổ. Thích, phẩm này từ trước đến nay đã nói ngăn khổ, nếu không có nhân thì cũng không có khổ, không nhân có khổ, không có nghĩa như thế. Do trong đệ nhất nghĩa, khổ không thể có được, ý nói như đây. Như thế các loại quan sát khổ kia không có thể. Ở đầu phẩm ngoại đạo đã nói, có các ấm do khổ nên làm nhân thì trong đệ nhất nghĩa chấp này không thành. Như kệ nói, không riêng quán ở khổ, nghĩa bốn chủng không thành. Các pháp ngoài sở hữu, bốn chủng cũng đều không. Thích, như đạo lý trước đã nói, quan sát sắc ngoài kia về, về cũng không có. Nghĩa này thế nào, là sắc không thể tự tác. Vì sao vậy, vì hoặc có hoặc không có nhân đều không như vậy, như trước đã nói. Lại từ duyên khởi nên như tự thể của mầm không gọi là tự tác. Hoặc nói từ các đại chủng làm gọi là tha tác thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao không đúng? Vì các đại đối với sắc không gọi là tha. Vì sao? Vì nó ngoài nên như tự thể của sắc, lại ngăn chấp, có, thật nên sắc không có tự thể, nghĩa tha không thành, cũng chẳng phải cộng tác, vì mỗi mỗi tác không thành. Cũng không thể không có nhân. Vì sao? Vì chấp không nhân này trước đã ngăn. Như thế âm thanh cũng nên tương tự phá, thế nên đầu phẩm nói nhân do khổ cho nên có lỗi, nghĩa này không thành. Nay trong phẩm này vì muốn hiển rõ khổ là nghĩa, không thế nên được thành. Như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật bảo Bồ Tát cực dũng mãnh, này người thiện nam. Sắc chẳng phải khổ chẳng phải lạc, như thế thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải khổ chẳng lạc, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Lại như trong kinh Phạm Vương Vấn nói, vì sao gọi Thánh Đế? Hoặc khổ, hoặc tập, hoặc diệt, hoặc đảo, không gọi Thánh Đế. Khổ kia không khởi, mới gọi Thánh Đế, như thế lại nữa. Trong thanh văn thừa bà già bà nói, có tỳ kheo hỏi Phật rằng, thưa Cù Đàm. Khổ tự tác chăng, Phật dạy không, tha tác chăng, Phật dạy không, cùng tác chăng, Phật dạy không, không nhân tác chăng, Phật dạy không, như thế các tô đa la, trong đây nên nói rộng. Phẩm 13, Quán Hạnh. Lại nữa, vì khiến người khác hiểu tất cả các hành các thứ sai khác đều không tự tánh nên có phẩm khởi sinh. Trong đây người ngoại đạo dẫn kinh lập nghĩa. Như kệ nói, bà già bà nói kia, hư vọng cướp đoạt pháp. Thích, vì sao biết các hành pháp kia là hư vọng chăng? Các hành kia, tự thể không có vì phàm phu điên cuồng nên tà trí phân biệt nói là có thể được, nên là hư vọng. Lại có thể làm niệm cảnh giới đệ nhất nghĩa đế kia, vì nhân vọng mất nên là pháp hư vọng. Bà già bà nói, nghĩa là ở trong các kinh bảo các tỳ kheo nói lời như thế. Pháp hư vọng cướp đoạt kia là nói tất cả pháp hữu vi cái thật tối thượng là nói pháp chân thật niết bàn. Như thế các hành là pháp kiếp cướp đoạt, là pháp hoại diệt. Trong pháp thanh văn nói lời như thế, trong kinh đại thừa cũng nói như thế, các pháp hữu vi đều là hư vọng, các pháp vô vi đều chẳng phải hư vọng. Hai nghĩa này, A Hàm đều rõ các hạnh là pháp hư vọng, nghĩa này được thành. Luận giả nói, trong đây lập nghiệm, trong đệ nhất nghĩa, các pháp nội là không. Vì sao? Vì là pháp cướp đoạt vậy, như người huyễn hóa. Người ngoại đạo nói, lập nghĩa đưa ra nhân không có sai biệt. Ông nói trong đệ nhất nghĩa các pháp, không ấy, là không sở hữu pháp kiếp đoạt tất cũng không sở hữu, đưa ra nhân thiếu nên lập nghĩa không thành, vì có lỗi vậy. Luận giả nói kệ, pháp vọng đoạt không có, gì được gọi cướp đoạt. Thích, ông nói lập nghĩa đưa ra nhân đều không sở hữu, nếu vậy đây đã là không. Cuối cùng có vật gì có thể gọi là kiếp đoạt? Vì không có thể, nên thí như sừng thỏ. Thế nên, kiếp đoạt, hư vọng, hai lời nói đây chẳng phải là nghĩa, vô, không có. Lại có nghĩa phân biệt cảnh giới. Tự thể kia, không, là nghĩa hư vọng, không như thật có ví như bóng ánh sáng là nghĩa kiếp đoạt. Nhân cùng lập nghĩa hai thứ này không đồng, thế nên tôi không có lỗi lập nghĩa và nhân thiếu sót. Không có hai lỗi nên nghĩa vốn muốn được thành. Lại nữa. Câu nói, cướp đoạt, là Phật bà già bà muốn nhổ sạch phiền não chướng, và gốc trí chướng, hết sạch không còn sót, nên nói lời này. Như kệ nói, bà già bà nói đây, vì hiền bày nghĩa, không. Thích, câu nói, cướp đoạt, tức là cùng, không, không có, thể, riêng khác. Như nói chỗ kia có khói, đây nói chỗ kia có lửa. Người ngoại đạo nói, câu nói hư vọng ấy, chẳng phải là nghĩa, vô, đây có nghĩa gì. Nghĩa là Như Lai không nói các pháp vô ngã,
Nếu vậy thế nào Phật nói câu, hư vọng? Như kệ nói, thấy pháp thay đổi khác các pháp không tự thể. Thích, kệ đây nói nghĩa gì? Nói thấy các pháp thay đổi nên biết các pháp không có, thể, sao nói không có, thể? Vì chẳng phải thường trú vậy. Đức bà già bà nói, câu, hư vọng, ấy là đạo lý như thế. Lại như kệ nói, có thể, chẳng vô thể. Thích, vì sao nói có? Tự thể có vậy, như đạo lý của ông ấy, các pháp tức không có thể, mà đây không như thế. Kệ nói, do các pháp không vậy. Thích, các pháp vô ngã, ngã sở nên nghĩa của ông như thế, vì vậy nên nói các pháp có thể hoặc không như đây thì kệ nói, tự thể hoặc không có pháp gì là biến đổi. Thích, hiện thấy thể đây có thay đổi vậy, thế nên định biết có pháp thay đổi. Trong đây lập niệm, trong đệ nhất nghĩa các pháp có thể. Vì sao? Vì thể thay đổi vậy. Đây nếu không có thể thì không có thay đổi, như con của thạch nữ. Do có thể thay đổi nghĩa là nội nhập thế nên trong đệ nhất nghĩa pháp có tự thể. Luận giả nói kệ, hoặc pháp có tự thể. Sao nói có thay đổi? Thích, pháp có tự thể mà thay đổi thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì tự thể là không thể biến hoại, nhưng nay hiện thấy, thể kia biến đổi. Vì vậy nên biết, thể, biến đổi kia cùng không có tự thể không được lìa nhau, nhân sở lập của ông thì tự trái nhau. Có người nói pháp nghĩa hư vọng là thấy không như thật. Không có tự thể là đây nói nghĩa vô ngã. Vì sao? Vì nói tự thể, tức là tên ngã. Thấy pháp thay đổi là đây nói các pháp chuyển biến hoại diệt. Thế nên, câu nói, hư vọng, ấy cùng vô ngã kia không được lìa nhau, nên câu nói, hư vọng, đây chính là nói vô ngã, chẳng phải nói đều, không. Thế nên, thánh đạo chưa khởi, thì núi ngã kiến chưa đổ, các bóng sáng của các pháp trong ngoài ngã và ngã sở hiển hiện khi thánh đạo khởi, ở các pháp này lại không phân biệt ngã và ngã sở. Nếu nói các pháp không có tự thể thì như chỗ chấp ngã của ngoại đạo. Ngã này không có thể thành lập nghĩa này tức thánh nghĩa của tôi đã thành lập. Như thế nhân tức là thành lập vô ngã, không thành lập, không, và không có tự thể. Luận giả nói, các ông phân biệt pháp không có thể, là nói như sừng thỏ, không có thể, như thế, nên sinh sợ hãi thì ví như trẻ con ban đêm thấy bóng của mình, cho là chẳng phải người la hét lo sợ, ông cũng như thế. Như ông đã nói ngoại đạo chấp ngã lập đây vô ngã thì thành nghĩa của tôi đã thành lập ông nay lắng nghe, nếu cho câu nói, hư vọng, là thành lập vô ngã và ngoại đạo chấp. Ngã cũng không có tự thể, hiểu như đây thì tức là như thế như thế. Tôi nay thành lập pháp, không, là nhân, chỉ bày cho ông thì đây cũng thành lập nghĩa người vô ngã. Vì sao? Vì người này vô ngã, cùng pháp, không, kia không lìa nhau vậy, như thế nhân này khiến người tin hiểu. Như lập nghĩa tức âm thanh là vô thường. Sao nói đưa ra nhân? Nghĩa là nhân kia tạo tác, nói tạo tác nên là khổ, không, vô ngã cũng được thành lập. Như thế, thành lập pháp hư vọng thì không có tự thể của nó tức cũng thành lập nghĩa người vô ngã, vì không liền nhau. Như ngoại đạo nói, nghĩa hư vọng là đây nói rõ tự thể của các pháp không chú, nay trả lời nghĩa này hoặc pháp có thể thủ thì kệ nói. Thể kia không thay đổi. Ngoài ra cũng không thay đổi. Như trẻ không làm thành già. Già cũng không làm thành trẻ. Thích, đây hai thí dụ như số thứ tự tương tự đối nhau. Trong đây lập niệm, pháp chú nơi tự thể thay đổi thì không đúng. Vì sao? Vì không xả tự thể, thí như trẻ và già. Nếu nói tướng dị khác của sát na trước kia tức già chú gọi là biến đổi thì đây cũng không đúng. Vì sao? Vì tướng, khác, đã qua đi, thí như già nua. Người ngoại đạo nói, như sữa không xả tự thể mà chuyển thành lạc, vì nghĩa ấy nên nhân chẳng phải là luôn luôn. Nghĩa này không đúng, nay sẽ hỏi ông. Thế nào là lạc, kia nói là sữa. Nếu sữa là lạc mà sữa không xả tự thể làm sao phân biệt đây gọi là lạc. Nếu định phân biệt thì kệ nói, nếu thể này tức, khác sữa nên là lạc ấy. Thích, do sữa không xả sắc, vị lực dụng lợi ích nên sữa không phải là lạc. Khác, cũng không đúng. Vì sao, như kệ nói. Khác sữa có vật gì? Có thể sinh lạc kia. Thích, không có lạc có thể khởi. Thể ngoài khác cũng không thay. Đổi, ông nói nhân chẳng phải là luôn luôn nghĩa ấy không đúng. Có người khác nói, tôi cũng không nói sữa không sinh lạc, tướng lạc khác sữa, nhưng vì hòa hợp tự với lực tại nên sữa sinh ở lạc.
Luận giả nói, ông nói hòa hợp với lực tự tại thì sữa này là xà tự thể có thể sinh ở lạc, hay là không xà tự thể mà sinh lạc chăng? Nếu vậy có lỗi gì? Nếu nói xà tự thể thì không được nói sữa sinh ở lạc, nếu không xà tự thể đây tức trái nhau. Thế nào trái nhau, hoặc chính là sữa, sao gọi là lạc, hoặc chính là lạc sao nói là sữa? Ở thế gian kia đều hiểu như thế. Hoặc có người nói, sữa không sinh lạc chỉ biến thành lạc. Như nghĩa đây thì cũng đồng ngăn ở trước. Như thế, quan sát, trong đệ nhất nghĩa các pháp, khác, ấy đây đều không thành. Ông nói các pháp có, thể, lấy đây làm nhân thì nhân này không thành. Người ngoại đạo nói, trong đệ nhất nghĩa các pháp, chẳng không. Vì sao? Vì pháp mâu thuần hiện có, như trí điên đảo mâu thuần với trí không điên đảo. Đây nếu không có thì pháp mâu thuần, như hoa giữa hư không. Do trái với, chẳng không, nên có pháp, không. Vì nghĩa ấy nên như chỗ nói nhân các pháp là chẳng không. Luận giả nói, hoặc trong đệ nhất nghĩa các ấm, có, v, trừ bỏ các vật, có, hiện hữu thành lập ở pháp, không, mà trong đệ nhất nghĩa thật không có một pháp là, chẳng không. Như kệ nói, hoặc một pháp, chẳng không. Quán đây nên có, không. Không một pháp, chẳng không. Không, chỗ nào được có. Thích, không và, chẳng không, ở trong thế đế nương ở thể của pháp, như thế phân biệt, nghĩa này thế nào? Như có nhà cửa, có người ở nên gọi nhà, chẳng không, người không ở nên gọi nhà, không, trống không. Nay trong đệ nhất nghĩa không một pháp, chẳng không, chỗ nào được có pháp, không, có thể được. Như ông vừa nói có pháp mâu thuẫn phân biệt làm nhân thì nhân này không thành, chỉ vì ngăn chấp trước nên giả nói, không, mà thôi. Lại nữa, thập thất địa luận nói, như chỗ phân biệt, tự thể không có nên phân biệt thể là, không, các pháp, không, này, chân thật là có. Thế nào là chân thật, là không quán tác giả vậy? Luận giả nói, kiến giải này của ông gọi là tham đắm nơi kiến giả, không? Người nghệ oai đạo nói, cớ sao gọi ngã cho là tham đắm nơi, không? Luận giả nói, do tất cả pháp không có, thể, nên, không, không, chẳng phải pháp thật, không nên chấp trước. Vì ngăn đây nên như trong kệ trước nói, nếu có một pháp là, chẳng không, thì chấp đây là cảnh giới của trí có phân biệt, đây là cảnh giới của trí không 332 phân biệt. Hoặc có một vật là, không, đây gọi là cảnh giới của trí, không, mà không có vật đây, vì không có một vật là, chẳng không, tức đây nói tất cả pháp đều, không. Thế nên kệ nói, không, chỗ nào có được. Lại nữa, không một pháp, chẳng không, câu này nói nghĩa gì? Nghĩa là người thớ, chẳng không, bị lửa, không, thiêu đốt, người phân biệt, không, cũng bị thiêu đốt, thế nên, kệ nói, không, chỗ nào được có được. Lại nữa, người hành hai hành làm phân biệt này, như ngựa huyền không có, thể, nên, không. Như thật ngựa có, thể, nên, chẳng không. Người hiểu sai biệt đây không có hai hành dùng không phân biệt khi hành bát nhã ba la mật, cảnh giới đệ nhất nghĩa đế, chân thật quán tất cả pháp, giống như hư không. Một tướng vô tướng thấy không có gì là thấy, kệ nói, không một pháp, chẳng không, không, chỗ nào được có, vì nghĩa ấy nên nhân kia không thành. Người ngoại đạo nói, dù khiến không thành và cùng trái nhau, ông tất cả thời hằng ngăn ở, không, ý tôi cũng thế, vì nghĩa ấy nên chỗ mong muốn được thành. Luận giả nói, chẳng phải trí, không, khởi lên các pháp mới, không, mà thể pháp tự, không, trí rõ, không, vậy, như đèn chiếu biết. Không có bình nào chẳng phải tạo ra mà được. Vì sao? Vì bình kia không có, thể, đèn không thể khiến có vậy. Thế nên ông nói không khéo suy nghĩ. Lại có người nói, ông nói, không, thì cùng với lỗi, tha tác, mà nương ở, không, thấy, không, không có lực, lại nói không có, không, thế nên nghĩa ông muốn bị phá, cũng trái nghĩa tất đàn của tự ông. Sao nói tự trái, như kinh Phạm Thiên Vương vấn kệ nói. Nếu có hiểu, không. Thì đều thấy tánh pháp. Lại nữa, như kinh Lăng Già, kệ nói. Hoặc lìa ở hòa hiệp. Không có, thể, như thế. Thế nên, không, không khởi. Ta nói không tự tánh. Như thế, trái với A Hàm của ông. Luận giả nói, ông không ngay chăng. Như trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói, hiểu pháp môn ta ví như chiếc bè pháp ấy còn nên xả, huống gì phi pháp. Lại như trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật nói, không quán sắc, không, không quán sắc, chẳng không. Đây nói thấy, không, cũng là chấp trước nên phải ngăn dừng.
hoặc lại có làm phân biệt, chẳng không, thì đây cũng nên xả, vì đây hai chấp này lỗi lầm rất lớn nên chẳng phải xả, không, là có lỗi. Như thế, vô số các lỗi lầm về kiến chấp làm nhiễu loạn hư hoại ở tâm, Như Lai vì các chúng sinh chưa lìa khổ kia, đoạn khổ trùng tử nên khởi tâm đại bi thứ nhất. Như Kệ nói, Như Lai nói pháp, không, để ra khỏi các kiến chấp. Thích kiến là thân kiến, không, là đối trị nội nhập, không, hoặc có chúng sinh thiện căn chưa thuần thục, chưa được vô sinh pháp nhẫn sâu xa, không hiểu chánh đạo. Như Kệ nói, các người có kiến chấp không? Thích, thế nào gọi kiến không? Là chấp trước ở, không, nói có cái, không, này. Chấp trước, không, này có lỗi gì? Như Kệ nói kia không thể trị. Thích, Như Lai nói các chúng sinh kiến chấp, không, kia không thể chữa trị, nghĩa này thế nào? Như uống thuốc chuyển động, tác dụng vào các bệnh, mà không có biểu hiện thì trở lại thành bệnh nặng. Như thế, nói pháp, không, là để xả các ác kiến, hoặc trở lại chấp, không, thì nói kia không thể trị. Vì nghĩa ấy nên xả bỏ, không, không có lỗi. Lại như có người xe chìm sâu trong bùn, vì muốn kéo xe lên nên bảo người khác rằng, cho tôi cái, vô sở hữu, để kéo xe lên. Mà người khác kéo xe lên rồi là tự chủ xe kéo lên chứ không có cái gì cả. Do kia không hiểu ý lời nói này nên bị người có trí chê cười. Thế nên, các ông không nên chấp, không, dùng làm có. Vì nghĩa ấy nên nhân kia không thành, lỗi không rời ông. Do ông nghĩa nhân ông nói không thành, ta lập tự nhân không có lỗi trước, và có sức vậy, sao nói có sức? Nói các hành, không, khiến người tin hiểu, nghĩa phẩm như đây, thế nên được thành. Như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật bảo Bồ Tát cực dũng mãnh, này người thiện nam. Tất cả pháp kia từ điên đảo khởi, không thật, không hề có, hư vọng, không như thật. Cực dũng mãnh, nếu có người hành một pháp thì đây là hành điên đảo không hành như thật. Lại nữa, kinh Phạm Vương Sở Vấn nói, người ngu thế gian chấp trước các đế, pháp này chẳng thật cũng chẳng hư vọng, như thế các tu đa la trong đây nên rộng nói. Phẩm 14, Quán Hợp. Lại nữa, vì khiến tin hiểu chỗ đối trị của, không, về các pháp hữu hợp đều không có tự tánh nên có phẩm này phát khởi. Người ngoại đạo nói, ông nói tất cả pháp tự tánh đều, không, nói như thế là, trái đạo lý chân chánh. Những đạo lý nào, như Phật đã nói, có căn, trần, thức ba thứ hòa hợp, gọi là xúc, vì nghĩa ấy nên ông trước đã nói tức là trái nhau. Như tôi thiết lập là trong đệ nhất nghĩa, các pháp có thể. Vì sao? Vì đây là nhân, nói gọi là hợp vậy. Đây nếu không có, Như Lai không nói nhân này gọi hợp. Thí như không thể nhân nơi lông rùa nói gọi là y phục. Do Phật nói có tham, sân, si, ba kết như thế gọi là hợp. Do đó tôi nói nhân phù hợp chánh đạo, thế nên các pháp chẳng phải không có tự thể. Luận giả nói, ông tuy có lời nói mà nghĩa thì không đúng. Như Kệ nói, kiến, khả kiến, kiến giả. Ba thứ này mỗi mỗi khác nhau. Hai hai đối lẫn nhau. Tất cả đều không hợp. Thấy cùng, có thể thấy, và, người thấy, hai hai đối chiếu nhau, lại không hợp lẫn nhau, lại tất cả không hợp. Do như thế nên Kệ nói. Nên biết nhiễm, người nhiễm. Và pháp sở nhiễm kia. Phiền não khác nhập khác. Ba thứ đều không hợp. Thích, nhiễm là tướng của dục. Phiền não là có thể nhiễm ô chúng sinh tương tục vậy. Nói nhiễm là phiền não khác là sân, đây cũng ba thứ, nghĩa là sân người sân và đối tượng bị sân. Nhập khác là nhãn trước đã nói, trong đây nói khác là nói tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sao gọi là nhập, nghĩa là cửa, chỗ của tâm sở pháp giấy khởi nên gọi là nhập. Đây cũng có ba thứ, nghĩa là nghe, có thể nghe, và người nghe, cho đến biết, có thể biết và người biết. Nhiễm. Phiền não kia cho đến các nhập khác, hai hai hướng về nhau lại không hợp lẫn nhau. Lại nữa, tất cả không hợp, như có thể thấy không hợp tương ưng với biết, nay vì khiến người khác hiểu không nghi ngờ. Kệ nói, dị khác cùng khác có hợp, khác đây không thể được, và các có thể thấy, tướng khác đều không hợp. Thích có thể thấy v, là nói thấy, có thể thấy và người thấy. Như thế nhiễm, người nhiễm và có thể nhiễm. Đều không hợp nhau. Trong đây nói nghiệm, trong đệ nhất nghĩa người thấy không cùng có thể và thấy hợp nhau. Vì sao? Vì chúng không khác,
nếu vật không khác thì cuối cùng không hợp nhau. Thí như tự thể, có người nói khác dị cùng khác hợp, tức là trong đây nhiễm tương tục như ở chỗ khác thì không hợp nhau. Do chỗ khác kia và tương tục khác không ngừng chuyển theo nên gọi là hòa hiệp, nhân này được thành. Luận giả nói, nếu, có thể thấy, trước ở chỗ khác, sau ở một chỗ, gọi là hợp thì nhân đây không thành, cũng không có nghiệm vậy. Ông nói chẳng khéo về kia như thế. Kệ nói, chẳng riêng, có thể thấy, tướng khác không thể được, và tất cả pháp khác, khác gì cũng không thể được. Thích, như đạo lý trước đã nói, nghe, có thể nghe và người nghe, sân, có thể sân và người sân ấy đều không có nghĩa hợp. Người ngoại đạo nói, ông nói ngã và mắt có thể thấy không khác thì nghĩa này không thành, nhân không thành vậy. Luận giả nói, chẳng phải nhân không thành. Vì sao, như kệ nói, dị khác cùng khác làm duyên. Thích, đối đãi cái khác nên gọi là khác. Kệ nói, lìa khác không có khác. Thích, do trùng làm duyên khởi, tức là đối đãi trùng từ đây nên gọi mầm làm khác. Kệ nói, hoặc từ duyên khởi ấy, đây không khác duyên kia. Thích, chẳng phải trong đệ nhất nghĩa có thể thấy khác với mắt. Vì sao, vì sai khác nói quán về có. Thí như tự thể của có thể thấy, hoặc pháp từ duyên khởi thì không khác duyên kia, nếu nói khác thì nên lìa trùng này, mầm từ chỗ khác sinh ra. Như lửa không quán tự tánh của thể khác là ấm áp. Như thế, người thấy không quán ở có thể thấy, người nghe không quán ở có thể nghe. Người nhiễm không quán ở nhiễm, như lửa không đối đãi ở lạnh mà tự thể là ấm thì khác, đây không thành. Vì sao? Vì ở trong thế đế không có nghĩa đây vậy. Ngoại đạo nói, người thấy cùng mắt khác nhau không cần quán về tướng. Vì sao? Vì tướng riêng khác, thí như trâu ngựa. Trong đây cảnh giới hiện hiện gọi là tướng nhận thức, đây là người thấy. Người thấy vốn có hành nhóm họp chỗ nương của nhãn thức, tức thanh tịnh sắc dùng làm cảnh. Đây gọi là mắt, hình sắc và hiền sắc đây gọi là có thể thấy. Như tôi đã nói thì nhân có sức, nghĩa khác nhau của người thấy và mắt được thành. Luận giả nói, đây nói không đúng. Trong đệ nhất nghĩa châu, ngựa vì là hai thể nên không thể được. Lại có người nói, vì tưởng sai khác nên quả nhân riêng biệt, nghĩa người thấy khác với mắt được thành. Câu này trở lại đồng như trước trả lời. Lại nữa, người tỳ thế sư nói, có, thể của pháp khác cùng vật hòa hiệp. Luận giả nói, nếu ông muốn khiến có, thể của pháp khác cùng vật hợp thì cũng nên không có vật thứ hai. Tự nhiên có khác nhau vì kia lập, khác, có, thể, riêng. Trong đây làm nghiệm, không có pháp khác cùng vật hòa hợp. Vì sao, vật thể, của vật thí như chưa nói năng đã có vật thể trước. Lại nữa, trong đệ nhất nghĩa, khác, không có tự thể, vì sao? Vì chung riêng, thí như thể sắc. Lại nữa, trong đệ nhất nghĩa, khác, chẳng phải nhân khởi nói và giác trí. Vì sao, do làm nhân sai khác của giác trí và ngôn thuyết, thí như thể sắc. Lại nữa, khác, đây là ở trong khác. Hay ở trong, chẳng khác, đây có lỗi gì? Nếu ở trong, khác, ấy thì như kệ nói. Trong khác không có khác. Thích, hoặc pháp khác kia trước đã là khác, mà nói khác đây, đến trong cái khác trước kia thế thì không có nghĩa. Vì pháp, khác, rồng không. Tỷ thế sư đã lập nghĩa, khác, không thành. Nếu ở trong, chẳng khác, mà có khác thì đây cũng không đúng. Như kệ nói. Trong, chẳng khác, cũng không. Thích, đây là lỗi nói tự thể mà có, khác, như kia đã nói thì nghĩa nhân bị phá, pháp, khác, không thành. Người ngoại đạo nói, một và khác là hai biên, ông nay ngăn khác, pháp khác tức không có, khác, đây nếu không có thì chấp nhận, chẳng khác, thế nên ông bị trái lỗi tất đàn. Luận giả nói, như pháp, khác, không có, đã khiến người khác hiểu, còn pháp, chẳng khác, không có thì như kệ nói. Do pháp, khác, không có. Nên, chẳng khác, cũng không. Thích, quán về, khác, nên có, chẳng khác, đã ngăn khác thì chẳng khác cũng không. Ngăn thế nào, này nói nghiệm, trong đệ nhất nghĩa người thấy và có thể thấy không được là dị khác, vì sao? Vì quán về ngôn ngữ sai biệt, thí như tự thể của, có thể thấy. Như thế vì có, vì quả, vì nhân, vì cảnh giới của trí, nghi. Các nhân ấy đây nên rộng nói, kia như thế một, khác đều ngăn, do một không thành vậy. Như kệ đây nói, một pháp thời không hợp, pháp khác cũng không hợp. Hoặc có người nói, như thế có nhiễm cùng người nhiễm hợp. Vì sao? Do lúc hòa hợp,
như nước sữa hai thứ. Lại nữa, trong đệ nhất nghĩa có người nhiễm hợp. Vì sao? Vì quán về ngôn ngữ sai biệt. Thí như người ăn cùng tướng ăn hợp nhau. Luận giả nói kệ. Hợp hợp và đã hợp. Người hợp cũng đều không. Thích, như chỗ trước nói phương tiện pháp khác và tướng hợp thì không có nghĩa như đây. Do ở đầu phẩm ngoại đạo nói nhân, đã cùng lỗi kia. Vì khiến người khác hiểu, hợp không có tự thể, nên nghĩa trong phẩm này do đó được thành. Như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật nói, Phật bảo Bồ Tát Cực Dũng Mãnh rằng, này người thiện nam. Sắc không hợp không tan, như thế thọ, tưởng, hành, thức không hợp không tan, hoặc sắc đến thức không hợp không tan, đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Như thế các Tu Đa La trong đây nên nói rộng. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết quyển 8, Bát Nhã Đăng Luận Thích. Xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào quyển 9.